Chào người nhá, đây là video hướng dẫn cụ thể cách làm mối nối leo núi cưa cây hái lá mật ong nhá. Đây. Trước khi làm ấy thì các bạn chuẩn bị cho mình một dây chính, nó dao động từ 10 phi 12 đến 14, hoặc các bạn kiếm được dây to hơn thì cũng có thể làm dây to hơn, thì càng to nó sẽ càng cứng. Và một dây nối mềm, bên mình gọi là dây nối mềm nhá. Dây này là nó mềm hơn và cái phi này nó sẽ nhỏ hơn, và một khóa D. Nếu các bạn có điều kiện hơn thì tiện thêm một cái dòng dọc nữa, nhưng mà video này mình sẽ nói trước là sử dụng không cần dòng dọc để cho giá thành nó sẽ giảm đi rất là nhiều đấy. Một cái dòng dọc loại tốt thì nó sẽ rất là cao, mấy trăm nghìn đó. Còn dòng dọc bình thường bên mình làm ấy, sử dụng cho dây phi 14 này nó đã 80.000 đồng rồi, thì không cần cái đấy thì mình vẫn sử dụng được, nhưng mà phải sử dụng được bằng hai tay. Đó, đây là mình nói qua nhé. Video này hướng dẫn thì chỉ cần ba thứ này là đầu tiên. Đây, cách đầu tiên mà đơn giản nhất ấy, thì các bạn nhìn cho mình nhé. Đây, dây nối mềm. À, mình nói qua một chút về dây nối mềm. Các bạn kiếm dây nối mềm ấy, thì các bạn ví dụ đây là phi 14. Dây nối mềm phải đáp ứng được, trước tiên là phải tròn như thế này thì mới sử dụng được nhé. Còn làm bằng dây thừng xoắn thì vẫn làm được, nhưng mà nó sẽ không hiệu quả làm bằng cái dây này đâu. Nó vì những cái dây thừng xoắn đặc biệt nó có những cái gờ hõm xuống đấy, thì những cái đấy nó siết vào nhau, thì khi mà các bạn chịu lực nặng đấy thì nó sẽ bị thít và chặt á. Khi các bạn muốn đẩy lên hoặc đẩy xuống thì nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nên chú ý giúp mình đặc biệt cái dây này. Đặc chú ý thứ hai là khi các bạn bóp vào cái này này, bóp vừa phải, không cần bóp chặt thế này nhá, bóp vừa phải, thì các bạn nhìn cái lỗ chưa, cái lỗ dư này, thì nó phải đáp ứng là nhỏ hơn cái dây chính của các bạn. Vậy hình dung không? Phải đáp ứng là nhỏ hơn. Nếu mà bóp cái này mà thấy nó cứng rồi đấy, cảm thấy cứng tay mà cái này nó to hơn dây này thì sẽ không sử dụng được đâu nhá. Chú ý giúp mình như thế. Dây này bóp càng nhỏ thì có nghĩa là bóp cái này thì sẽ biết được độ mềm của dây như thế nào. Đó, chú ý hai điểm đấy giúp mình. Đây là cách đầu tiên các bạn sử dụng nhá. Trước tiên luồn dây, giữ hai đầu này, nối qua đây, vòng qua đây, một vòng. Nhìn nhé, chú ý này, nối qua đây một vòng này. Tiếp theo vòng thứ hai, các bạn chú ý cái này giúp mình này, vì một làm một dây này chú ý rất là nhiều thứ. Trong video các bạn để ý giúp mình, ít nhất là quấn hai vòng thì nó sẽ tạo bốn khớp như thế này. Đây, tạo bốn khớp. Nhưng mà nếu mà tốt hơn thì dây này mình vẫn có thể quấn được 3 vòng nhé. Ít nhất là 2 vòng. Thì dây thường thì là dây càng nhiều vòng thì cái lực siết của dây nó càng lớn nhé. Đây, mình sẽ tạo thành 6 khắc như này. Đó. Đây. Và chú ý tiếp theo là khi mình tạo mối như thế này, thì bạn để ý nhé, bên này nó sẽ đua ra, bên này sẽ thụt vào, thì mình sẽ, các bạn nhìn trong video giúp mình nhé. Đây, cái này đua ra này, quăn quái xoay về hướng bên kia. Đó, để hai cái dây này nó sẽ xít vào nhau hơn, gần nhau hơn á. Đây, thế là sau một mối nhá. Mối này thì nếu mà ai chưa quen thì cứ sử dụng mối này, hái lan đấy, hái lan hoặc cưa cây cứ sử dụng mối này mình, thì mối này đảm bảo lên và xuống đều được, hai bên nó đều như nhau, đều chịu lực như nhau hết nhé. Mối này thì mình đảm bảo các bạn là chịu lực tầm 400 cân thoải mái. Nếu mà dây này, đây muốn giãn xuống này, đó chỉ cần đẩy một tay đầu này, muốn đẩy lên này, đẩy đầu này lên, đó tự xít hai đầu đều như nhau nhé, nó đều chịu lực như nhau. Đó, cái trường hợp làm dây này thì các bạn có thể làm dây đôi một đầu nhưng mà chịu lực hai bên được, có nghĩa là mình sẽ trên một dây mình sẽ làm thành hai dây sử dụng lên và xuống. Đó rồi, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái thứ hai. Đây, mối thứ hai thì cũng tương tự như mối này, chuẩn bị dây này luồn xuống dưới vòng một vòng, nhưng mà cái này chú ý với mình này, phần dưới thì các bạn giữ nguyên, chỉ quấn một vòng thôi, còn các bạn chỉ quấn cái dây ở bên trên như mình nhé. Đó,
nghĩa chỉ quấn quanh cái dây ở trên thôi. Thì các bạn cũng sẽ tạo thành ít nhất là 4 khớp. 1, 2, 3, 4, 5, đây là 5 rồi. Ít nhất là 4 khớp thế này thì nó mới chịu lực được nhé. Đó, đây là 5. Đây, cái này mình sẽ tạo thành 5 vòng như này. Vòng 5 vòng nhỏ nhỏ như này. Các bạn chú ý là xoắn dây, quay dây, có nghĩa là quay qua cái vòng này cho dây nó xít vào nhé, xít vào cái dây chính ấy, và hai cái này nó phải bằng nhau một chút. Nếu bằng nhau là cách tốt nhất, còn như bọn mình làm quen rồi đấy, thì dây trên nó dài hơn dây dưới một xíu, vì lúc mình đẩy xuống này thì hai dây nó sẽ bằng nhau. Các bạn nhìn nhé, dây dài hơn một chút xíu thôi. Đó, nó rất là nhiều chú ý. Đây. Đó. Cái này, mối này thì nó sẽ chịu lực với mối, như mối trên thì nó cũng như nhau thôi. Nhưng mà khi các bạn đẩy lên ấy thì mối này nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Đó. Nó sử dụng cho dây 1. Đây, đẩy xuống. Chịu lực thì như nhau thôi. Nhưng mà cái khi mình đẩy lên này thì nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Lên xuống nhẹ nhàng. Kéo này, tự nó hãm vào. Thì càng kéo thì những cái vòng này nó cứ siết vào nhau ấy. Siết lên trên. Đó, thì nó giữ chặt dây. Rồi, video này mình sẽ hướng dẫn trước hai cách mối nối này. Thì những chú ý thì các bạn xem kỹ trong video đó. Còn nếu mà cái gì vẫn chưa biết thì kết bạn Zalo qua số điện thoại mình để bên dưới nhé. Mình sẽ chỉ cụ thể cho. Chỉ khi nào các bạn có thể làm được thôi. Chào mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm xem video của mình.